Xin chào cả nhà, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày tối hai anh em mình đi sồi đêm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đã luôn đồng hành xem video và ủng hộ Minh Ngọc Vlog nha. Xin cảm ơn cả nhà. Hôm nay tối nay hai anh em mình với anh hai đi sồi cua với lại sồi đêm nha cả nhà. Mời cả nhà xem video ủng hộ mình nhé. Nè, cái con nè, cái con bự cho bán nè, cái học nghe rồi đẹp. Đây cái rùa đồng nha cả nhà. Anh hai bắt thêm con cua nữa nè cả nhà. Tối nay mình đi show với anh hai mình nha cả nhà ơi. Cua hơi rồi, cái rô cả nhà. Hai con bỏ bên rồi. Cô cho bà đi đạp với nó không hay luôn. Cái nước này không có cua. Chui xuống. Nó đào xuống dưới sâu chứ. Cua nhỏ nhỏ quá trời luôn. Rồi. Được. Chạy. Đây con nữa. Nhỏ xíu. Bắt không? Nhỏ kìa. Đang thui lên nè. Còn nữa mình hay ngồi đầu đèn không đó đó cái quả đó chích lấy đây cho con bự nữa
thuộc lại có một con đó. Đây. Anh hai nó nhảy, anh hai nhảy đến đời nè, đâu ngay quận đó còn con nữa hay gì. À, nó quận nhảy chạy rồi đó mà. Rồi đó mà. Cái bên gì vậy? Không phải. Giờ hai anh em mình đi kiếm chỗ khác bắt cả nhà, kiếm điểm khác cả nhà. Cơ đồ biết nói rồi. Cơ đồ biết nói rồi. Giờ về ruộng gần nhà nha cái nhà. Anh đi hướng đó đi. Cá nhỏ chạy. Cua nè, hai con nè, cây trước nữa rồi. Quần lẫn quần quá nó hết rồi. Cua. Đây đèn nè. Sạc thôi. Cá đây nè, nè hai con luôn nè, ngay đây, thấy không? Dạ đi đó, trẻ mau với cả. Chạy luôn rồi. Chạy luôn vô đây đục nước. Ruộng này cua không đó cái nhà. Đây có con cua nữa cái nhà. Đây anh hai bắt thêm con nữa nè cái nhà. Dưới đây còn toàn cua không có nhà. Cua đen như là. Đây hai anh em về tới nhà cái nhà. Ruộng ở đây giờ hết cá hết cua cái nhà. Nên hai anh em mình về. Giờ anh hai đang lựa cua với cá ra nha cả nhà. Ngày đi cũng không được nhiều nữa cả nhà. Tại bữa nay trời không có mưa. Mưa xuống thì có là cua để nó lên nó có nhiều nữa cả nhà. Để bắt ngoài vườn tràm á hả? Ừ. Chú Hằng tắm nữa không? Tắm thôi, mai gọi đầu. Mẹ kho. Đây, cái cua kìa. Đây nè. Ủa, cái nhà. Cá
giờ mình nghĩ đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cái nhà tư thích video của mình xin hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà. Giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà vào video lần sau nha.